hướng dẫn chỉ con tra từ điển Pali. Xin sư hướng dẫn con tra hai từ Pali để từ đó con xin được theo sư để tra những từ khác. Rồi. Muốn tra cái từ Pali mình có hai trang. Một là trang bây giờ có cái trang theravada.vn. Cái trang này nó có cái mục từ điển. Sẽ thu nhỏ cái cửa sổ lại. Đây. Nhấn vào trong từ điển ha. Mình có thể gõ thì ở đây nó có cái bộ bỏ dấu trong trường hợp mà mình không có gõ được, ví dụ như là cái từ sila đi, sila s hết cái gì đây. Để gõ không được ha. Thì nếu như như vậy thì nếu mà quý vị không có gõ đây, nó chỉ liệt kê thôi. Như vậy thì nếu chỉ có nước thì mình gõ tay xì lắc đấy, tìm kiếm đây thì nó có cái từ điển như thế này chưa, từ điển ngày bủ trơn nè đấy, từ điển ngày bủ trơn. Ví dụ như là cái si lá, cái từ neutral, tức là cái trung tính, tức là tự nhiên, thói quen, với hành, điều luật. Rồi cái này, cái gạch gạch kế tiếp á, thì nó là cái từ khi nó ghép, ví dụ như si lá cát tha thì nó là giải về đức hạnh, hoặc là si lá khanh thá tức là giới tạng, si lá ganh thá tức là mùi hương của giới hạnh, ví dụ như vậy. Ở đây nó còn có một số từ điển khác nên để mà mình có thể mình bấm vào để mình xem đấy, như từ điển Anh nè, từ điển tiếng Anh nè, rồi từ điển của ngài Tịnh sự đấy, rồi hoặc là mình có thể dùng cái từ khác như từ gành thá đi đấy. Làm sao không biết là cái gì, mình gõ cái từ biến biến thể nó có ra không. Biến thể thì đây nó không có tìm được. Đây, biến đuôi này, gành thá tức là khi quý vị muốn tìm chữ á, quý vị phải đưa nó về nguyên mẫu, khi mà về nguyên mẫu á, thì mình mới có cái điều mà mình tìm đấy. Thì như là gành thá là mùi vị hết đấy, gành thất cú tí là phòng có mùi thơm, tức là cái hương thất của Đức Phật ấy. Rồi còn cái chuyện mà quý vị muốn gõ chữ Pali, mình có cái Pali keyboard của cái Tipitaka đó. Quý vị vào trong đây quý vị tải nha, tải đây, tải nó về ha, tải nó về. Ở đây nó có cái hướng dẫn. Đấy. Ở đây nó có cái hướng dẫn nè. Cái gì muốn muốn gõ cái chữ gì đó, đó thì mình cần có cái tổ hợp kiếm nào ha. Đấy, tải nó về ha, tải nó về. Ngoài ra thì nhưng mà ở đây á, như sư nói biến thể á, quý vị tìm không ra. Nhưng mà quý vị qua thêm một cái trang này nữa nè. Digital Ballet Online. Digital Ballet Reader Online ha. Vô cái trang này đó, nó có cái tool. Nó có cái tool. Đấy. Thì ở đây nếu quý vị gõ, ở đây quý vị mình không cần phải gõ cái từ nguyên mẫu đâu, ví dụ như là cái sư gõ cái từ ganh thô đi,
Ừ. Đây nè, nó ra cho mình luôn cái từ nguyên mẫu của nó đây, gành thá ha. Nguyên mẫu của nó là gành thá, nhưng mà ở đây thì nó chỉ có tiếng Anh thôi, ở đây nó chỉ có tiếng Anh thôi. Trong trường hợp mà mình dở tiếng Anh ấy thì mình còn một cách ha, copy cái từ này, copy qua bên đây tìm để biết tiếng Việt, để biết cái nghĩa tiếng Việt. Nhưng mà sư vẫn ưu tiên quý vị tìm dùng cái từ điển tiếng Anh, bởi vì nó có nhiều nghĩa, cái nghĩa nó rộng hơn. Rồi ngoài ra đó, nó còn đối với những vị mà học Pali á thì mình còn có một cái nữa nè, mình bấm một cái chữ C nè, thấy chưa, thấy hay chưa, hay chưa, đây là cái từ ha, đây các cái cách chia ha, các cách chia nó có cho mình ha, các cách chia nó có cho mình luôn. Rồi hoặc là như mình gõ cái từ Buddhasa đó, Buddha đó. Nhưng mình ví dụ mình biến đuôi đi, ví dụ mình gõ từ biến đuôi đây, vẫn biết cho mình nha, vẫn biết cho mình là cái từ nguyên mẫu à, vẫn biết cho mình cái từ nguyên mẫu của cái từ đó là cái gì đấy. Rồi trong trường hợp mình muốn biết các cái biến đuôi của nó, mình bấm vào đây à, các biến đuôi thì bấm vào đây. Còn ở đây là cái nghĩa nè, nghĩa nè, thì mình có thể mình lấy cái từ nguyên mẫu á à, nếu như muốn biết tiếng Việt mình à, ví dụ mình dốt tiếng Anh đi, muốn biết tiếng Việt à, thì mình có thể mình á, dán vào đây tìm đấy, thấy chưa, thấy chưa, đấy, thấy chưa, thấy chưa. Ê, cái này là nhớ giùm nha, cái bút thá sư gõ là không có dấu chấm nha, ở đây có dấu chấm là không phải nha. Đây 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 đây, đây. Đấy. Ừ. Rồi.